Hôm nay Châu xin là cho Châu tự làm cánh gà. Trưa nay thì mình sẽ nấu món cà ri gà và món cánh gà chiên giòn. Ở đây mình cho muối vào nước để luộc cánh gà. Cánh gà thì mình sẽ cho vào nước và luộc 10 phút. Xin chào cả nhà, hôm nay mình sẽ làm cà ri gà. Đây mình có đùi gà. Đùi gà còn ít nên là mình cắt thêm ức gà. Mình cho gà vào đây để ướp. Để ướp gà thì mình băm hành tỏi sả. Sả này là sả đông đá. Hành tím, tỏi, để ướp gà thì mình cho muối. Cho đường. Cho bột nghệ. Bột cà ri. Nước mắm. Hành tỏi xả băm. Bây giờ thì mình sẽ ướp khoảng 20 đến 30 phút. Cánh gà này mình đã luộc được 10 phút, bây giờ thì mình sẽ vớt ra để mình ướp. Mình cho gia vị ướp gà. Cho bột tỏi. Bây giờ thì mình để ướp 20 phút. Để ăn với cà ri thì mình sẽ nướng bánh mì. Để nấu cà ri hôm nay mình có khoai lang, khoai tây, cà rốt. Khoai lang này ngọt lắm. Giờ mình bắt đầu nấu cà ri, mình sẽ cho dầu để mình chiên sơ gà trước. Mình chiên vàng lên rồi mình lại cho vào nồi này để mình nấu. Cho nước, mình không có nước dừa nên là mình cho nước lạnh.
Khoai tây với khoai lang mình cũng cho vào chiên sơ lên. Gà sôi lên mình vớt bọt. Mình cho thêm mấy khúc sả vào cho thơm. Cho cà rốt, khoai tây, khoai lang vào. Cái nồi nhỏ quá nên là nó bị đầy quá. Mình sẽ cắt ra như thế này cho dễ chiên ha. Mình cắt ra như thế này xong rồi sẽ tẩm bột chiên. Hôm nay Châu xin cho Châu tự tẩm bột gà này. Đó thì mình đã ướp gia vị rồi nhưng mà Châu nói là để Châu cho thêm tiêu, thêm tỏi gì đó. Rồi sẽ tự làm luôn. Vasitas. Curry powder. Cho thêm bột cà ri. Mình đã ướp sẵn rồi đó nhưng mà Châu cho thêm bột tỏi, cho thêm bột cà ri. Vasvano. Paprika powder. Cho thêm bột ớt chuông. Ở đây thì mình đã chuẩn bị sẵn bánh mì đập nhỏ, rồi bột mì nè. Mình trộn luôn bột mì vào cái bánh mì đập nhỏ này. Mình thua cho dễ linh đang học đi. Chưa được cuốn đâu. Dạ. À, mình nấu một nồi cà ri, còn mình làm sẵn cho Châu cánh gà. Bây giờ thì Châu tự tẩm bột, tại vì Châu thích cái món này. Còn đây là bánh mì mình đã nướng xong để ăn với lại cà ri gà. Hôm nay mình nấu cái nồi cà ri này nó đầy quá trời đầy. Tại vì mình cho nhiều khoai lang nè, khoai tây nè. Đó, cái này thì mình cũng đã nấu được 30 phút rồi. Bây giờ thì mình cho nước cốt dừa vào. Cho hết lon nước cốt dừa 400ml. Mình cho thêm muối, thêm nước mắm. Cho thêm cà ri. Mình cho bột bắp, mình quậy với nước lạnh xong rồi mình sẽ cho vào nồi cà ri.
Rồi mình cho một chút xíu dầu điều cho nó có cái màu đẹp ha. Mình chiên cánh gà. Cà ri chín rồi mình cho hành lá vào cho thơm. Cánh gà cũng đã giòn mình gấp ra. Mình đã nấu xong món cà ri gà, bây giờ thì xin mời cả nhà cùng ăn với gia đình mình ha. Xin chào cả nhà, bây giờ thì xin mời cả nhà cùng ăn trưa với ba mẹ con mình ha. Xin chào cả nhà, hello. Đây là cánh gà chiên giòn, chô tự tẩm bột này, với lại chô nêm thêm gia vị. Đây là cà ri gà. Hôm nay thì mình có khoai lang, lần trước ăn thì Kevin nói là khoai lang ngon hơn khoai tây. Ăn kèm với bánh mì. Ngon, cho vào nóng. Nó chín luôn. Cũng hơi lâu rồi hôm nay mình mới nấu cà ri gà. Có nhiều món ấy, nhiều khi không nấu lâu cái quên luôn. Also da gibt Fleisch, wo keine Knochen, gell, gell, da ist richtig so, hier, gà tẩm bột này mình dùng cái bánh mì khô á, xong rồi mình đập nhỏ ra, xong rồi mình trộn với bột mì. Thì cái cách này lần trước mình thử mấy lần rồi mình thấy ăn khá ngon, nên là bây giờ mình cứ làm như vậy á. Bánh mì khô thì bánh mì ăn không hết á, xong rồi mình để cho nó khô, xong rồi đến lúc mình đập ra mình làm được nhiều món. Chấm bánh mì cà ri mình thấy là nấu có khoai lang á, ăn cái nước nó rất ngọt, ngon. Cũng có khi mình nấu không có khoai lang thì mình chỉ cho khoai tây thôi. Nước cà ri á, ngọt lắm. Mình nấu thì mình không có nước dừa tươi, mà mình chỉ cho nước cốt dừa. Mà số mà chỉ sao bật thôi à? Ngài. Rồi phun phun được rồi đó. Yeah. Nein, ich viel weniger. Ja. Den Kaffee noch? No. Thật gà mềm lắm. Ba mẹ con mình đã ăn xong rồi, mình cũng xin dừng video lại đây. Xin cảm ơn cả nhà đã xem video. Bye bye cả nhà, và xin hẹn gặp lại video lần sau. Tạm biệt, goodbye, cheers.